Còn bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ với MC Khánh Ly và đầu bếp Lâm Phương Vũ để cùng nhau làm món khoai mì sốt dâu tây. Đây là một món kết hợp giữa ẩm thực Á Âu. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào quý vị khán giả, Khánh Ly rất vui được gặp lại quý vị trong nhà bếp ẩm thực cuộc sống. Quý vị thân mến, nếu như ở những lần trước thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị những món ăn mặn, ví dụ như là những món ăn chế biến từ bò, từ gà, từ cá vân vân, thì ngày hôm nay món ăn này sẽ dành cho những ai là những người hảo ngọt, bởi vì chúng ta sẽ cùng nhau học cách làm bánh. Và người hướng dẫn không ai khác, xin giới thiệu quý vị đầu bếp Lâm Phương Vũ. Chào Khánh Ly, chào quý khán giả. Hảo ngọt nhưng mà đừng ăn ngọt nhiều quá thì nó không tốt cho sức khỏe. Và món ăn ngày hôm nay anh muốn giới thiệu với Khánh Ly và quý khán giả đây, một món bánh có tên là bánh khoai mì ăn kèm với sốt dâu tây. Nghe lạ không? Dạ lạ. Như vậy thì để chế biến món ăn này mình cần có những nguyên liệu nào anh ha? Có phức tạp lắm không? Thực ra cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta phải cần là khoai mì, đúng không? Tiếp đến là nước cốt dừa nè, dâu tây nè, bột bắp nè, muối nè, rượu vang trắng nè, ngò tây hoặc là húng lủi dùng để trang trí ha. Đường, bơ nè và nước lạnh thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu làm gì trước anh? Bắt đầu luộc hoặc là hấp khoai mì trước. Dạ. Đây là anh luộc ha, anh cho khoai mì vào trong nồi nước anh luộc. Cho vào đây một ít muối. Dạ. Rồi trong khi chờ luộc khoai mì chín ha, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị làm nước sốt. Rồi dâu tây chúng ta sẽ cắt bỏ phần cuống. Chúng ta sẽ cắt ra. Cắt nhỏ ra. Bây giờ mình làm gì anh Vũ hả? Sau khi cắt dâu xong ha, chúng ta sẽ cho vào nồi. Cộng với một ít rượu vang trắng. Rượu vang trắng. Thêm một ít đường nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đun cho dâu nó mềm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào máy xay, xay nhuyễn. Rồi khoai mì chúng ta sẽ nấu chín mà thật ra anh đã làm chín sẵn đây. Ha. Chúng ta sẽ xay ra để cho khoai mì nó mịn. Dạ. Cầm anh nha. Trước khi bỏ vào á thì chúng ta sẽ lấy cái phần dây của khoai mì ra. Sau khi chúng ta lấy cái phần gân của khoai mì ha, cắt nhỏ ra cho vào máy xay, thêm vào đây nước cốt dừa. Đường, một ít đường nữa. Thì cứ thường khoảng 1 kg khoai mì thì em cho khoảng 100 đến 120 gram đường. Vào đây một ít bơ cho nó thơm. Một ít muối nữa nè. Đường thì phải có muối, giống như dinh and dăng vậy đó. Đúng không? Muối để làm chi? Để cho cái món ăn của chúng ta nó đậm đà, lúc nào cũng vậy hết. Rồi, muốn khoai mì nó sệt lại á, nó đặc lại á, chúng ta sẽ cho vào đây một ít bột bắp. Bột bắp thì nên pha lộn với một ít nước. Mình cho khoảng 2 muỗng canh. Cứ thực ra là khoảng 1 muỗng canh bột bắp á, thì cho khoảng 2 muỗng canh nước. Ở đây thì anh cho bao nhiêu muỗng canh bột? 2. Dạ. Rồi mình sẽ đem em xay giúp anh cái là em xay nó nhuyễn. Rồi sau đó sau khi xay xong mình bắt đầu mình xay tiếp cái hỗn hợp sốt dâu ha. Dạ rồi, xong rồi nè anh. Rồi bây giờ mình làm gì anh ha? Bây giờ mình kiếm cái khuôn, không có khuôn thì kiếm cái tô. Dạ. Giống như vậy, chỉ cần phết một ít bơ hoặc là dầu ăn vào trong cái tô. Nhưng mà tô là phải tô thì tô kiểu ha các bạn ha. Đừng có phải là tô thủy tinh, nó sẽ rất là dễ bị vỡ ha. Rồi. Nữa không anh? Được rồi, bây giờ mình sẽ phết một ít bơ lên trên cái muỗng á. Đó là mình sẽ làm cái cho cái miếng đều mặt lại. Đúng rồi. Tại vì có bơ á thì bột mì nó sẽ không dính vào trong muỗng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vào lò nướng thôi. Dạ. Anh Vũ ơi, mình sẽ nướng ở nhiệt độ bao nhiêu và nướng trong vòng bao nhiêu được? Thực ra là khoai mì chúng ta đã nấu chín rồi cho nên chúng ta sẽ cho vào lò lò chiên không khí ha, và cũng có thể gọi là lò nướng không khí luôn các bạn. Vặn nhiệt độ 200 độ C và nướng từ 12 đến 15 phút đến khi mà cái mặt trên của bánh á, nó vàng là được.
Trong lúc chờ bánh chín ha, dạ, chúng ta sẽ xay nước sốt dâu này, dạ, ha. Nước sốt dâu hồi nãy Ly nhớ là anh làm cái gì rồi đúng không? Dạ, anh bỏ dâu nè, rượu, đường. Ừ, ba thứ thôi. Xong rồi sau khi đó chúng ta sẽ nấu cho dâu mềm và cái hỗn hợp nước sốt này nó sệt sệt lại một tí. Sau đó chúng ta sẽ xay nhuyễn ra giúp anh ha. Được rồi em. Rồi cho ra đây giùm anh. Đây. Khi mà chúng ta xay á mà nó chưa có sệt lại lắm á, dạ, ha, giống như thế này thì chúng ta sẽ cho vào, cho lên bếp trở lại, chúng ta nấu thêm tí nữa để cho nước nó sệt lại là được à. Dạ. Đó. Bánh chín chưa? Dạ đây. Wow. Vàng rồi hả? Rồi. Do hồi nãy anh đã phết một cái lớp bơ cho nên là bây giờ nó không có bị dính vô đúng không anh? Mình lấy ra dễ hơn. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bánh ra ha. Dạ. À, đối với bánh này á, thì phần bên trong á, do là khoai mì chúng ta đã nấu chín cho nên là chúng ta chỉ cần nướng ở cái mặt trên nó vàng là được rồi. Phần bên trong nó sẽ không cứng mà giống như bánh bình thường ha. Dạ. Nhìn hấp dẫn quá. Chúng ta sẽ trang trí thêm một ít sốt dâu tây nữa ha. Dạ. Rồi. Xanh xanh đỏ đỏ. Cho em nhỏ nó mừng. Khánh Ly thấy màu sắc rất là đẹp. Nào là màu đỏ của dâu, của sốt dâu nè. Mà đây là cái phần sốt dâu do mình tự làm luôn, chứ không phải là mình đi mua bên ngoài về. Cho nên là mình vừa an tâm mà lại vừa đúng theo khẩu vị của mình, không phải là quá ngọt. Còn ở đây có màu xanh, nhìn rất là đẹp mắt. Và bánh khoai mì Khánh Ly nghĩ là nếu như mà nhà nào có con nít á thì đây cũng là một món ăn rất là tuyệt vời để chúng ta có thể đãi con em của mình, hoặc là quý vị cũng có thể làm và chúng ta bỏ vào trong hộp mang đi những cái buổi cắm trại dã ngoại cùng với gia đình của mình chẳng hạn. Lúc đó mình sẽ tách riêng ra bánh riêng, sốt riêng, dạ, ha. Hy vọng là đối với lại bánh khoai mì sốt dâu này á, các bạn có thể làm lại tại nhà và đặc biệt sẽ làm cho những người thân của mình, đặc biệt là những em nhỏ. Rồi bây giờ chắc là xin phép anh Vũ cho em thử một miếng xem sao. Nãy giờ thì em thèm cái sốt dâu rồi lắm rồi đó. Ừ, mời em nha. Dạ. Bánh vàng giòn nè, chấm với lại một chút sốt dâu. Ăn được không? Sốt dâu ngon không? Sốt dâu rất là ngon. Em thấy là cái sốt dâu này nó đặc biệt hơn những cái sốt dâu lúc trước em ăn, bởi vì là có thể là do mình tự làm, mình điều chỉnh được, với lại không có quá ngọt. Thông thường quý vị biết đó, nếu như mà Khánh Ly mà ăn cái món nào mà cái phần sốt đó quá ngọt thì mình cảm thấy rất là ngán. Kèm theo đó là cái phần bánh khoai mì em thấy ở phía ngoài ăn vô giòn rụm luôn, còn phía trong thì mềm mềm, béo bùi, có vị bơ nè, rồi béo béo của nước dừa nữa. Phải nói cái món này nha, mà đi cắm trại ăn là khỏi chê luôn á. Món độc đúng không? Dạ. Ngày hôm nay thì cảm ơn anh Vũ rất là nhiều bởi vì đã chia sẻ cho Khánh Ly và quý vị khán giả một món ăn rất tuyệt vời. Cảm ơn Khánh Ly. Hy vọng rằng là quý khán giả đây cũng có thể nấu những món ăn mà đơn giản, dễ nấu, nguyên liệu cũng dễ tìm nữa đúng không? Dạ. Xin chúc cho quý vị sẽ thật thành công với món ăn này nhé. Còn bây giờ thì Khánh Ly và anh Vũ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những món ngon kỳ sau.